Dù mình là Sơn Đủ và hôm nay mình muốn các bạn cùng mình tiếp tục đến với vũ trụ của TBD Toilet. Cái con quái vật bồn cầu mà đã làm mưa làm gió trong gọi là gần như là nửa năm nay rồi. Cái thế giới của cái con quái vật TBD Toilet này to lớn đến mức độ nó lan sang cả những vũ trụ khác. Ở những kênh YouTube khác đã có những câu chuyện cực kỳ mới về một vũ trụ mà tại đó xuất hiện thêm những nhân vật mới không hề có trong vũ trụ gốc của TBD Toilet. Ở tuần trước mình đã xem 6 tập đầu của một cái đa vũ trụ TBD Toilet. Thì để nó ra sơ sơ cho các bạn, thì ở vũ trụ này chúng ta sẽ có người đồng hồ các bạn ạ. Và đội quân của TBD Toilet cũng có những vũ khí mới cực kỳ bá đạo. Tuy nhiên không thể nào mà bá đạo được bằng người đồng hồ cả. Vâng, và tất nhiên rồi, chúng ta vẫn sẽ có những cái màn gọi là tẩy não của đội quân TBD với những cái gọi là binh lính của bên phe đồ gia dụng. Tiêu biểu ở đây chính là khổng lồ đầu camera. Đấy, lúc nào cũng bị tẩy não luôn. Thì ở tập 6 đã có một trận chiến nảy lửa giữa người khổng lồ đầu đồng hồ và đấu với đầu camera. Và ở trong trận chiến này dường như đầu bên đồng hồ đã chiến thắng khi mà đã lôi được cái con TBD Mini ở bên trong khổng lồ đầu camera ra. Đó, đây chính là cái con mà đã tẩy não khổng lồ đầu camera suốt mấy tập. Tuy nhiên nếu mà lôi con này ra đồng nghĩa với việc sẽ phải hy sinh khổng lồ đầu camera, và đó là điều mà không ai muốn. Đây là kỹ năng của phe đồng hồ, đảo ngược thời gian. Vâng các bạn ạ, thật sự phải nói các bạn, mình vô cùng ấn tượng với cái sức mạnh của bên phe người đồng hồ. Khả năng thao túng điều khiển thời gian cực kỳ bá đạo. Tua ngược thời gian, làm chậm thời gian, đông cứng thời gian, kiểu cứ cái gì liên quan thời gian là bên này làm được hết. Tuy nhiên ở cuối tập 6 thì bên khổng lồ đầu đồng hồ đã bị dính một đòn chí mạng bởi khổng lồ đầu camera. Và có một con TBD Mini đang định nhăm nhe tẩy não khổng lồ đầu đồng hồ. Thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây? Chúng ta cùng theo tập 7 luôn nhá. Tóm tắt hơi dài một tí nhưng mà kệ đi. Mình muốn các bạn phải hiểu cùng như mình thì chúng ta mới xem, mới tận hưởng được cái series này. Ok, có cả TBD đầu lâu. Chúng ta đang ở trong góc nhìn của một... Ở trong vũ trụ nào cũng sẽ có mấy cái thằng đầu loa với đầu camera suốt ngày cứ đứng nhảy, không hiểu tại sao luôn. Như chúng ta đang đứng ở trong chúng ta đang là một cameraman. Yes, đứng ở trên khổng lồ đầu loa. Rồi mình đang ở một cái căn cứ, có phải như đây là một cái căn cứ của bên phe đồng hồ thì phải. Yeah, đúng rồi. Có vẻ như là bây giờ là cái kỹ năng mà dịch chuyển đó, nhân vật nào cũng đều được dùng hết. Ví dụ mà tạo ra làn khói đen rồi đi vào đó sẽ dịch chuyển tức thời sang một vị trí khác, là chỉ có bên tivi có thôi. Và bây giờ đấy, vừa nãy các bạn vừa thấy không, đầu loa cũng dùng được rồi. Rồi đó, bắt đầu thể hiện. Bất lực luôn à. Ok, chúng ta có một phụ nữ, có một chị đầu đồng hồ. Và có vẻ như là chị này giỏi hơn mấy đứa này, nên là chị ấy sẽ bắt đầu làm phép đảo ngược thời gian lại để chữa lành, hồi sinh chiến binh đồng hồ này. Ai quá, thề luôn á. Ôi trời ơi. Đúng rồi. Ok, like. Đọc được vị ngay, thế nào phải like. Rồi, khổng lồ đồng hồ đã bị bắt. Nhìn đi anh ơi. Đù căng quá ta. Rồi, ngẩng lên. Đến lúc để chiến đấu rồi. Yes, đúng rồi đó. Đúng là cái sức mạnh siêu nhiên bá đạo nhất trên đời này chính là sức mạnh điều khiển thời gian. Không những là tua ngược, làm chậm, làm nhanh hay là đông cứng. Chính nhờ những cái đó mà chúng ta có thể áp dụng vào những cái thứ khác để có thể cải tử hoàn sinh, hồi sinh được người chết. Mạnh thật ạ. Tập thứ 8, thế nào, đa vũ trụ TBD. Nào, mày khai tao bao. Thằng này nó nhổ nước bọt vào đồng hồ chứ. Thằng này vẫn dậy nha, mày nha. Chẳng qua mày đang là con tin thôi, tao phải tìm một thông tin từ mày thôi. Không mà tao cho mày bay màu rồi. Ai à, cha tấn này hơi thốn nhá. Rồi xong cháy đen cái đầu luôn. Cái
cái này quá kinh khủng. Các bạn thử tưởng tượng nha, các bạn bị hai cái súng phun lửa, nó phun lửa vào các bạn cháy đen thui người, đau đớn tột cùng và các bạn bay màu. Nhưng không, có một cái con đồng hồ nó tua ngược thời gian, nó khiến cho các bạn sống lại và các bạn vẫn giữ được những cái ký ức ở cái thời điểm các bạn bị phun lửa. Nỗi đau đớn về thể xác lẫn tinh thần, ôi tra tấn như thế này thì quá khủng khiếp luôn ạ. Mà không biết rằng là đây là lần thứ bao nhiêu cái con Skibidi này đã phải chịu đựng sự tra tấn này rồi. Uầy, sợ thật chứ. À bà, nó vẫn cương, nó vẫn láo kìa. Cua lại, đúng rồi. Mày chịu là khai ra chưa? Mày chịu khai ra chưa? Đó. Đấy, ok, kiểu Skibidi. Lúc nãy là còn Skibidi không? Bây giờ thì yes. Ok, được rồi, tao khai. Và phải đây, viết luôn tất cả những cái thông tin ra. Đúng rồi đó. Mạnh thật. Ok, khóa lại. Ê, mình cảm giác đây không giống như khóa lại lắm. Đây như là gạt một cái công tắc để mà đốt cháy cả căn phòng đó thì phải. Ôi trời ơi. Đấy, như kiểu là để cho xử con Skibidi ấy luôn. Anh chàng hệ thống xịn quá nhở. Tìm ra được căn cứ của bọn Skibidi. Hay. Ok, livestream trực tiếp. Mày này. Rồi, chúng ta có khổng lồ đầu loa. Ây à, không sao. Đúng rồi, let's go. Alo, con mini, mày định làm gì? Mày định tẩy não à? Cho mày một đạn luôn. Gì đây? Skibidi sâu à? Ủa? Cứ tưởng. Chúng ta có một đội quân mới, đội quân máy khoan ạ. Trời ơi, đầu máy khoan. Và nếu mà đã có đầu máy khoan người thường, chắc chắn mình đang mong đợi vào người khổng lồ đầu máy khoan. Trời ơi, đỉnh quá. Nhưng mà trước mắt là mình chưa thấy là sức mạnh của đầu máy khoan lắm nha. Ngoài việc là tạo được cái con đường để mà đi. Được đấy. Như vậy là chúng ta đã có mở ra thêm là có tiếp viện một loại binh lính mới. Đó chính là đầu máy khoan. Và địa điểm trụ sở chính của bọn Skibidi đã được tiết lộ rồi. Mình nghĩ rằng là cái series này có vẻ là nó sẽ đến phần kết nhanh hơn cả bên vũ trụ gốc luôn các bạn ạ. Tập thứ 9, đa vũ trụ Skibidi. Ok. Hơi đau nha. Ôi trời ơi. Và đó là ai? Vũ khí của ai? Ok. Rồi, thanh niên đầu máy khoan này. Bắn súng đinh cũng được. Ok. Một đồng hồ đã tới. Lên. Ok. Trời ơi, đâu đây? Có vẻ như là đang thu thập tất cả những cái binh lính còn sót lại ở các chiến trường để đến với trụ sở của Skibidi. Đỉnh với trường cái quả thông quay đảo xong đầu nhảy lên khổng lồ đầu máy khoan. Đào sức mạnh con này là gì đây? Người dùng một bật bật nè. Anh cha, có khả năng phóng tay ra và kéo tủ lại, rất ghê, cũng được đấy. Rồi, khổng lồ đầu loa tới rồi. Và hai khổng lồ này chắc chắn là sẽ đến trụ sở của Skibidi để có thể giải cứu khổng lồ đầu camera. Và có thể là cả khổng lồ đầu đồng hồ nữa. Trời ơi, tập này đỉnh quá. Từ, mình phải xem lại cái cảnh đấy. Cái kết quả này. Góc quay này quá đỉnh. Là cái series đa vũ trụ Skibidi này không những mở rộng vũ trụ Skibidi mà nó còn cho chúng ta thấy rằng là khả năng của những YouTuber khác khi mà họ làm phim về Skibidi nó đỉnh như thế nào. Quả góc quay, quả giới thiệu quá hoành tráng luôn. Xem lại thôi. Đó. Nhảy lên. Ui luôn. Ui.
thật sự các bạn luôn, đỉnh quá. Tại sao từ một cái con nhân vật xàm xí, một cái con quái vật đầu người ở kẹt ở trong bồn cầu, bây giờ lại tạo ra được cả một cái thế giới, một cái vũ trụ mà có những nhân vật quá đỉnh cao, xịn thật sự ạ. Ôi, phải vào tập 10 thôi, không thể nào chờ đợi nữa rồi. May lại, ok, chúng ta có không những là trong toilet, và bây giờ chúng nó là ở trong cái bình phóng xạ. Ồ, bom hẹn giờ ạ. Bom hẹn giờ, nhưng mà đây không phải hẹn giờ để nổ, mà là hẹn giờ đấy. Ôi, nhưng mà thanh niên này đã quá chủ quan. Thanh niên đầu camera này ra cái vẻ ngông ngông cơ. Đây là xoẹt, sau bay đầu. Tôi có một ý tưởng. Ok, làm gì đây? Cô làm gì đây? Bro, bro làm gì vậy? Ai đồ. Ôi trời ơi. Ôi. Cần cảnh báo, bọn TV tới. TV tới kìa chúng mày ơi. Trời ơi, đông cứng thời gian toàn cả khu vực đấy luôn. Này, nhìn này, tao đến rồi này, tao đến rồi, yên tâm. Rồi. Này này, sờ Kimi đi với chúng tôi này. Cầm lấy, cầm cái bom này. Đặt vào mồm chúng nó. Đúng rồi. Bẹp. Hay, thể hiện ngay sự ao trình luôn. Rồi, đây này, vấn đề này, vấn đề này này. Lại một lần nữa chúng ta lại phải giải cứu cho khổng lồ đầu camera. Trận chiến giữa hai khổng lồ, nhưng lần này đang có khổng lồ thứ ba. 2-1 không chột thì cũng phải quay oh, ok. Camera hơi khỏe, nó khỏe thật đấy. Từ từ, chạy đâu có sâu, về đây. Ồ, khổng lồ đồng hồ. Ôi, trông như kiểu là cái này là bay màu chưa? Ôi, cơ quan các thứ vỡ nát này. Ok, một con Skibidi khá là khỏe. Con nhìn cả con Skibidi thợ máy thì phải. Xong luôn. Đầu loa không chống được. À, nếu nhớ không nhầm, đây chính là con. Ok ok, từ từ. Con lướt rồi á. Đúng rồi. Chúng ta đã trở lại đây rồi. Đây chính là thanh niên mà ở bên vũ trụ gốc chúng ta mà hay cầm hai cái gậy thông bồn cầu á. Hồi đấy ở nước ngoài gọi là đây là Kirito, đúng không? Kirito Cameraman. Nhưng mà kể từ khi mà đã chiếm được cái bồn cầu gọi là cái bồn cầu siêu tốc độ của BSKBD, bây giờ thanh niên này đã trở nên bá đạo hơn rất nhiều lần luôn. Di chuyển tốc độ cực nhanh. Ok, vỗ tay. Rất tốt. Rồi, giải cứu rồi. Ghê nhờ, vũ trụ này lấy được cả những cái nhân vật gốc của bên vũ trụ gốc qua, rất là kiểu hợp lý luôn. Sao đây, thiết bị chưa chế tạo được ok à? À, không phải là không chế tạo ok, mà bởi bị phá hỏng bởi Skibidi nam châm. Bọn Skibidi này bọn nó đã có vũ khí là nam châm để mà khắc chế những cái đồng hồ. Trời ơi, đồng hồ này dở quá, chắc chắn là bị hỏng. Phải lên TikTok xem livestream mua đồng hồ đấy, mua một con RL chạy cơ đó, giá là 188.000 đồng. Đó, phải mua mấy con đó về đây thì mới chạy được. Trời, chán thật chứ lị. Tập thứ 11 nào, xem nào, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây. Ok, một vụ nổ. Ok, nổ tiếp. Đúng rồi, khổng lồ đầu loa đã tới. Hai cái nam châm mạnh nhở. Nam châm nó hút được hết vũ khí, mạnh quá. Bây giờ đồ gia dụng toàn là bằng sắt, bằng thép không à. Nam châm thì ao trình rồi. Hợp lý. Đốt nóng nam châm lên để cho nó không thể hút được nữa. Hay. À, không những mạnh về sức mạnh mà còn có cả trí tuệ nữa. Mấy con khổng lồ này khỏe thật.
Nhưng mà bây giờ làm sao để cứu được khổng lồ đầu đồng hồ đây? Ok, chắc là đem về căn cứ thôi. À, Skibidi, chúng nó cũng có máy khoan. Mày này, trời ơi, thông não chi thuật. Đúng nghĩa đen luôn. À đủ. Ui, ui, một nhân vật, đây là một nhân vật mới. Kiểu phong thái rất là quý tộc. Kiểu dạng bá tước đồng hồ ấy các bạn. Rồi, thấy được Kirito này, trời ơi. Tay cầm hai cái tôi một cầu khó chịu thật. Rồi. Trận chiến giữa hai người khổng lồ vẫn chưa kết thúc. Mày xuống đây. Ây à, à! Một búa. Ô! Đánh như thế rồi mà mũi khoan chưa chết rồi. Ai? Đội quân đồng hồ tới, tiếp viện tới. Đông cứng thời gian lại không cho mày cử động được tay luôn. Đạn đông cứng hay thật. Ok. Rồi, TV qua này để xử con Skibidi Mini này. Rồi, lôi con Skibidi Mini ra. Rất bình tĩnh. Đang cố gắng để tháo rời con này ra. Từ từ. Cắt cái dây này ra, đúng rồi. Phá vỡ cái sự kết nối và đục cho mày này, mày này. Và như vậy chúng ta đã có trở lại khổng lồ đầu camera. Let's go. Sự kết hợp quá tuyệt vời giữa các binh lính, giữa các nhân vật với nhau để có thể giải cứu được thành công khổng lồ đầu camera. Ủa, sao không lái? Tay lại không lái? À, khổng lồ camera đang cảm thấy như là mình bị đẩy não quá lâu. Và cái việc đó khiến cho bên phe đồ gia dụng đang gặp rất nhiều khó khăn. Và bản thân anh ý cũng đã tiêu diệt rất nhiều những cái binh lính thuộc phe đồ gia dụng. Cho nên là anh ấy chắc là đang cảm thấy rất là hối hận. Nhưng mà thôi. Không phải là anh cố tình muốn đâu, anh bị tẩy não mà. Trời ơi. 6 ngày trước, gần 10 triệu lượt xem. Đây là tập thứ 12, tập mới nhất của Đa Vũ Trụ Skibidi. Nào để xem là chuyện gì xảy ra tiếp theo nào. Ok, một chiến trường thôi. Rồi. Tiếp tục khổng lồ đầu loa đến thôi mà. Ghê, bẻ súng nó luôn. Trời ơi, không bắn súng nữa, tao bẻ súng, tao nhét vào mồm mày luôn. Nào, ăn đi, mày ăn đi. Ôi trời ơi. Wow, sát thương âm thanh, đúng đầu. Ghê, cũng gọi là đeo tai nghe. Mà, tiểu lý phi dao mà lại còn hack mày auto ném trúng chứ. Sợ thật. Đúng rồi đó. Đầu camera đã quay trở lại. Tuyệt vời. Kìa. Kìa. Ok, anh em mình xử chúng nó. Ok luôn. Đó. Được đấy. À không. Cái này như kiểu là Cậu đi kia đi. Để tôi giải quyết bọn này cho. Đi. Động tác gì đây? Gì ba? Ba phá nhà phá cửa với ba. Cái gì nhở? Đang có một cái gì đó xảy ra mình đang chưa hiểu. Tại sao khổng lồ đầu camera lại cư xử như thế này? Ủa? Một số những cái tiếng kêu có thể là có một kẻ thù mới, một loại Skibidi mới. Và ở cuối này, tất cả mọi người đang cùng nhìn về một cái phía ở góc xa xa. Đây!
ánh sáng tỏa ra từ phía này. Và khi khổng lồ đầu camera nhìn sang thì mọi thứ dừng lại tại đó. Như vậy là có một cái kẻ thù nào đó, một con Skibidi nào đó mới xuất hiện và khiến cho tất cả mọi người đều rất là vô cùng ngạc nhiên. Nhưng mà thực sự là mình cũng chưa hiểu những cái hành động của con khổng lồ đầu camera trong cái video này, trong cái tập này. Cái hành động rất là khó hiểu là tại sao lại đánh nhau xong rồi lại tức giận rồi đập này, đập nhà, đập cửa. Có khi á là tự nhìn vào chính bàn tay của mình như kiểu nghĩ rằng là đây, chính cái bàn tay này đã tiêu diệt khổng lồ đầu đồng hồ. Cho nên là cậu ý thức là giá như mà mình không bị tẩy não thì khổng lồ đầu đồng hồ vẫn còn sống đó. Và với kinh nghiệm xem phim siêu nhân của mình á, thì mình nghĩ rằng là chính cái sự mà nuối tiếc này sẽ là động lực để cho khổng lồ đầu camera sẽ chiến đấu được mạnh hơn, thậm chí là có thể mở khóa được những cái kỹ năng mới. Rồi sau này khi mà thanh niên khổng lồ đồng hồ mà tỉnh dậy á, mà được hồi sinh á, thì lúc đó sức mạnh thật sự của phe đồ gia dụng nó mới lên tới đỉnh điểm. Khi mà có cả 4 loại khổng lồ camera, loa, đồng hồ và máy khoan, 4 khổng lồ đấy kết hợp lại với nhau thì Zamba con Skibidi là tuổi gì luôn. Thì thực sự là mình không biết phải dành bao nhiêu lời khen cho cái kênh YouTube Dom Studio này nữa, khi mà đã sáng tạo ra được một cái đa vũ trụ về Skibidi Toilet quá đỉnh cao luôn. Tuy là diễn biến nó có vẻ hơi nhanh so với vũ trụ gốc, nhưng mà các bạn cứ hình dung đi, như kiểu là bên vũ trụ Skibidi gốc ấy, nó giống như là các bữa ăn buổi trưa và buổi tối ấy, đợi khá là lâu để có thể ăn được một bữa như vậy. Thì ở bên đa vũ trụ Skibidi này nó giống như là những cái đồ ăn vặt vậy, bên gốc là cơm, bên này thì như kiểu là bánh tráng á, kiểu đấy. Thế nên là cho dù là nó có diễn biến đẩy nhanh hay là cốt truyện không sâu sắc đi chăng nữa, mình vẫn thích cái series này nha. Cảm xúc của các bạn như thế nào về cái series đa vũ trụ Skibidi này, hãy cho mình biết ở phần bình luận bên dưới nhá. Khi nào đa vũ trụ Skibidi có tập mới mình sẽ xem luôn và sẽ để ở đây để các bạn bấm vào cho nó dễ nhá. Còn trong lúc chờ đợi, mình các bạn hãy về lại với vũ trụ gốc của Skibidi để xem diễn biến ở đó đang như thế nào rồi nhá. Mình hẹn gặp các bạn ở bên video đó nhá.